Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay mình không quay clip nhiều và cho con xem. Thì hôm nay mình quay lại cái vườn bơ của chú Lập ở Buôn Ma Thuột á. Thì clip này vườn của chú Lập mình quay thật sự cũng rất là nhiều cho bà con xem rồi. Thì hôm nay có dịp đi ngang qua vườn chú thì mình ghé thăm vào cái vườn chú và hướng dẫn cho chú về công tác mà chăm sóc cây bơ búp vào mùa mưa. Thì đây là những cái bơ mình hướng dẫn cho chú về công tác mà chăm sóc phòng bệnh vào mùa mưa. Thì gần đây thì chú kêu cũng công việc nó bận quá, chú không có vào vườn thăm được. Thì một số cây nó bị hiện trạng là bọ xít nó chích đó, trái nó cũng nứt và rụng đi. Thì mình cũng vào vườn quay và xem hướng dẫn cho chú về những cái phương pháp mà phòng vào cái bệnh mùa mưa của cây bơ búp này. Thì qua đây những bà con dân chúng ta mà ai rơi vào những cái trường hợp này á, thì bà con sẽ điện thoại cho mình để mình tư vấn riêng về những cái phương pháp mà phòng hướng dẫn cho bà con. Cái thứ nhất á, là mùa này khi trái chúng ta gần già rồi, thì năm nay cái lượng bơ búp ra già sớm là do có hai nguyên nhân. Thứ nhất là lượng mưa chúng ta rất là nhiều, dẫn đến tình trạng chúng ta là trái nhanh lớn và nhanh già. Cái thứ hai nữa là phân bón, rồi chúng ta có thể một số nông dân chúng ta bón không có đều á, hoặc là một số lượng trái bút nó nở sớm nên nó già sớm. Cái đó là tùy vào những vườn nó có chế độ khác nhau. Cái việc đầu tiên đó là cái việc mà phòng cái bệnh nhức trái, thối trái. Thì cái này á, là do côn trùng kích thúc nó chích á, thì thường thường chúng ta nó hay bị đen và xì và thối dưới trái. Thì việc đầu tiên mà con phun thuốc côn trùng kích thúc cho mình. Cái thứ hai phun thuốc đặc trị chuyên về cái bệnh mà nhức trái, thối trái. Và ở giai đoạn này mình cũng khuyên cho bà con là nên phun cái dưỡng trái bóng trái đi. Thì giai đoạn này bà con phun sớm cho mình để cho cái bơ chúng ta nó bóng loáng và được bán với cái giá thành nó cao. Chứ nếu chúng ta để cái bơ búp chúng ta nó sần sùi đi thì giá thành rất là rẻ và thấp. Thì hiện tại bơ búp giá thành nó cũng dao động đầu mùa vụ thì bắt đầu từ giá 20 trở đi, năm nào cũng thế. Và tăng dần cho tới cuối vụ. Thì sản lượng bơ búp chúng ta hầu như năm nào cũng tăng giá, cũng tăng rất là cao. Thì cái đó là mình chia sẻ về kinh nghiệm của mình về cái bơ búp. Thì vườn chú Lộc thật sự là mình đi quay nó sẽ không có được kỹ càng như những clip khác cho con xem. Và con thông cảm cho mình nha. Vì vườn chú thì chú đi công tác nó không lâu nên bữa nay chú về vườn thì không có người làm, nên cỏ nó mọc rất là nhiều. Mình thì đi lại nó bất tiện, chứ là đi quay gặp gai cỏ rồi á, nên mình không thể quay những sát những khu cây mà khu mà trái nó sai. Vì những cái khu mà trái nó sai thì nghiệt là cỏ nó cao quá, mình không thể vào quay cho bà con xem được, nên bà con thông cảm nha. Thì khi nào dịp nắng nôi lên lại hoặc là cỏ rồi làm sạch sẽ thoáng cái vườn á, thì mình sẽ quay lại cái vườn của chú Lộc cho bà con xem lúc mà giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Thì đây cũng là những cái bơ bút mà trái rất là sai. Thì dao động một cái bơ của chú từ 1 đến 2 tạ, thì mình cho giá trung bình là khoảng 50.000 một ký thôi. Thì vườn một cây bơ thì nằm giá cũng gần 10 triệu rồi. Thì đó là một cây bơ rất là siêu lợi nhuận cho bà con nông dân chúng ta. Thì một số bà con chúng ta cũng hay nói là bơ búp không có giá 50 hay 100. Thì những năm gần đây, những năm về trước thì hầu như giá dao động từ 30.000 đến 120.000. Có năm dao động tới 200.000 một ký. Thì đó là bà con chúng ta chưa trồng bơ búp và chúng ta chưa bán đúng thời điểm, nên giá thành nó rẻ. Nên bà con kêu nếu mà dao động mà trồng nằm giá như thế thì bà con ta giàu hết rồi, bà con ta trúng mùa thu hết rồi. Thì đó là cái kinh nghiệm chia sẻ cho bà con về cái giá thành của bơ búp. Thì năm nào thật sự nó giá thành rất là cao, nhưng mà con bán ta rất là sớm. Cái thứ nhất là bán sớm, cái thứ hai nữa là bà con nỗi lo là mất trộm. Trái chưa già thì đã là mất trộm hết rồi, nên bà con lo hái sớm. Thì hái sớm thì nó đụng với vụ bơ thường. Thì bơ thường chúng ta dao động, nó dao động từ tháng 6 dương lịch cho thế là tới cuối tháng 8 dương lịch mới hết bơ. Mà bơ búp chúng ta ở giai đoạn này thì đang trái cũng lớn mà nó chưa có già. Tại sao một số bà con dân chúng ta kêu trái lớn là già, nhìn da nổ là già? Nhưng bà con phải cắt ra kiểm tra cái lụa đen ở trong nó đã già chưa. Cái lớp lụa trong cái hộp á, nếu mà nó đã đen hoặc là cơm ăn có mùi béo, vị béo, vị sáp thì nó mới già. Còn chín ra cơm nó nhạt, nó trắng mà lạc nữa thì đó chưa già. Nên bà con chúng ta tại sao thắc mắc là bán bơ nó rẻ? Tại con phải để bơ đúng thời điểm, chăm sóc đúng thời điểm thì chúng ta bán thì mới giá thành nó mới cao được, và cái bơ chúng ta nó chất lượng. Một số bà con ta tránh tình trạng mà bán không đúng thời điểm thì giá rẻ thì rất tiếc cho bà con. Vì hiện tại hoặc những năm gần đây á, 2 năm gần đây á, thì cái bơ búp chúng ta chăm sóc thật sự nó rất là khó. Thì nó ảnh hưởng đến thời tiết ở trong giai đoạn ra hoa và giai đoạn mà phát đọt non rụng trái cũng rất là nhiều. Nên qua đó mình cũng chia sẻ và hướng dẫn cho bà con về những cái
quan điểm mình biết để hướng dẫn cho bà con. Thật sự là cái vườn bơ của chú Lộc đây nó đậu rất là nhiều, rất là sai và trái rất là bóng đẹp. Chú có làm theo hướng dẫn kỹ thuật của bên mình từ đầu đến cuối. Thì bà con để ý đó, cái vườn này mình quay rất là nhiều. Nếu như bà con chúng ta mà ai hay thường xuyên theo dõi bên trái chay thường mùa của Lắc á, thì con thể lục lại tất cả clip ở bên vườn của chú Lộc, từ giai đoạn ghép cành, làm cành, làm hoa, phun chặn đọt như thế nào là đầy đủ hết rồi. Thì đó, những vườn mà làm trái chay thường mùa Lắc theo từ đầu mình cũng hướng dẫn cho năng suất cho nó đạt. Thì tới đây là vườn mình đi cũng rất là nhiều rồi đó, cỏ rất là xum xê, thì mình cũng khuyên chú Lộc là thuê công để phát cỏ sớm đi, để tránh tình trạng mà bọ xít nó chích, nó ẩn nấp trong bụi cỏ rậm này, nấm bệnh nó ảnh hưởng đến rễ gốc cây nữa. Thì đó là nhiều cái vấn đề trong cây bơ búp của chúng ta. Mình sẽ quay hết vườn cho bà con xem. Thì mình nhắc lại là những cái cây mà sai trái và khu ở trong trái nhiều mình không có quay được, nên bà con thông cảm cho mình. Mình chỉ quay là những cái khu mà dễ đi thôi. Mình quay cho bà con xem. Mùa mưa này thật sự đi quay clip cũng rất là cực, nên bà con thông cảm cho mình nha. Mình quay cũng rất là nhanh nên bà con xem có thể rất là khó khăn. Thì chú Lộc cũng kêu là một số cây thì trái cũng rất là đẹp, mà một số cây nó bị chích nên trái nó hơi bị xấu một chút. Thật sự cái bơ búp này bà con chúng ta chú ý quan sát thì ở ngoài nhìn vào thì sẽ không bao giờ thấy trái đâu, nhưng mà bà con vô bên trong nhìn thì thật sự trái rất là nhiều và sai và xum xê. Thì đây là vườn của chú Lộc. Thì sắp tới nếu mình có đi công việc, đi công tác và những cái vườn mình làm thì mình sẽ quay thêm cho con xem. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây thơm mùa Lắc. Thì mình cũng nói là đây là công tác chăm sóc và thăm vườn của vườn chú Lộc vào mùa mưa. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip của mình ạ.